Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, ngày hôm nay là ngày 7 tây tháng 6 năm 2016. Tối nay là đêm đếm phiếu của cuộc bầu cử sơ bộ toàn quốc, trong đó có quận Cam nằm trong tiểu bang California. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với nhà báo Đỗ Dũng, và cuộc nói chuyện ngày này vừa được thâu cho chương trình Phố Bosa TV nhưng cũng đồng thời cũng được live trên trang Facebook. Xin mời anh Đỗ Dũng có một lời chào. Chào khán giả của Phố Bosa TV, chào anh Linh. Ngày hôm nay 7 tây tháng 6, bây giờ là gần 9 giờ rồi, đã có một đợt kiểm phiếu rồi. Nhà báo Đỗ Dũng cho một loạt những cái nhận xét, những cái nhận định của anh qua cái đợt đếm phiếu đầu tiên này, thưa anh. Anh muốn nói cái cuộc bầu cử nào? Bây giờ có bầu cử sơ bộ tổng thống, bầu cử sơ bộ tiểu bang, bầu cử sơ bộ Orange County, thì anh muốn nói cái nào? Chúng ta đi từ tổng thống cho tới một vài chức vụ của tiểu bang, và đặc biệt là những chức vụ liên quan tới các ứng cử viên gốc Việt ở quận Cam, thưa anh. Okay. Bầu cử tổng thống thì cho đến giờ phút này theo một số dự đoán thì coi như có 6 tiểu bang California hiện nay thì mới có 30% số phiếu đếm được, và bà Clinton đang dẫn đầu với 65% và Bernie Sanders khoảng 35%. Đó, chưa biết như thế nào, nhưng mà còn nếu mà cái tình hình không thay đổi thì bà sẽ thắng. Còn 5 tiểu bang còn lại đó thì bà Clinton thắng hết 4 tiểu bang, chỉ thua ông Sanders tiểu bang North Dakota thôi. Coi như là tối nay bà đã tuyên bố là bà đã được đề cử và Obama đã gọi chúc mừng bà. Đó là về cấp gọi là liên bang. Về tiểu bang California thì hôm nay có cuộc bầu cử đáng chú ý nhất là bầu cử thượng nghị sĩ liên bang thay thế bà Barbara Boxer. Thì cho giờ phút này theo LA Times mà họ post lên thì hai người dẫn đầu là bà Bộ trưởng Tư pháp Kamala Harris, là bà coi như là được gần 1 triệu phiếu, và người về nhì là bà Loretta Sanchez khoảng hơn 200.000 phiếu. Thì nếu cái khuynh hướng này không thay đổi thì coi như bà Kamala Harris và bà Loretta Sanchez sẽ vô chung kết vào tổng tuyển cử vào ngày 8 tháng 11 này. Đó. Còn những người khác nếu mà coi như không đủ là coi như không vô. Đó trước là khi mà đi qua cái những ứng cử viên khác, xin hỏi anh thêm một đôi chút về cái chức mà trong đó có bà Loretta Sanchez. Nếu kỳ này bà thắng thì không nói, nhưng nếu bà thua coi như sự nghiệp chính trị của bà sẽ ngưng tại đây hay sao? Chưa biết. Coi như nếu bà thua thì bà sẽ không làm dân biểu liên bang nữa. Có thể là 2 năm tới bà ứng cử cái khác hoặc ứng cử lại, mình không thể nói là chấm dứt sự nghiệp được. Nhưng bà coi như đã coi như là bỏ cái chức cái dân biểu liên bang rồi, và bà đã ứng cử thượng nghị sĩ liên bang. Nếu bà không thắng, 2 năm sau bà vẫn có thể lại trở lại ứng cử, bởi vì liên bang không có giới hạn nhiệm kỳ. Và do vậy cái chức vụ của bà sẽ để trống cho những ứng cử viên khác. Xin mời anh. Đúng vậy, đó là cái địa hạt 46 thì có khoảng 8 ứng cử viên. Trong đó có một ứng cử viên gốc Việt, đó là thị trưởng Bảo Nguyễn của Garro. Thì cho đến giờ phút này theo kết quả mới nhất của Orange County đó thì ông Bảo Nguyễn về hạng 3. Tức là theo luật California cũng là hai người nhiều phiếu nhất đi vào chung kết vào ngày 8 tháng 11. Thì người dẫn đầu hiện nay là ông Lou Correa và người thứ nhì là Pat Peterson. Hai người này là đang dẫn đầu, và nếu khuynh hướng này không thay đổi thì coi như là ông Bảo rớt. Chỉ có ông Lou Correa và ông Pat Peterson sẽ tranh nhau cái ghế chức vụ dân biểu liên bang địa hạt 46 vào ngày 8 tháng 11. Địa hạt này người ta cho rằng đây là một địa hạt của dân chủ, nhưng ông Bob Peterson lại là một ứng cử viên Cộng hòa nằm lại được về nhì thay vì ông Bảo Nguyễn được về nhì. Anh có thể cho cái lý do như thế nào mà anh nghĩ là nó như thế? Dễ hiểu thôi, tại vì ông Lou Correa, ông Bảo Nguyễn và có ông Jordan. Ông Jordan là cựu thượng nghị sĩ của tiểu bang California, ba người đều đảng Dân Chủ, coi như họ bị chia phiếu. Trong khi đó tất cả người Cộng hòa dồn trong Pat Peterson thành ra ông vô. Và thứ hai nữa, ông Pat Peterson là một người từng là dân biểu liên bang trước đây, và ông cũng là từng ủy viên giáo dục của Orange County, thành cái tên của ông ta biết nhiều, cho nên là ông thắng, là coi như là phiếu của Dân Chủ tuy là đông nhưng bị chia làm ba. Chia trong Lou Correa, chia trong Jordan, chia trong Bảo Nguyễn, vì ba người là Dân Chủ. Còn bao nhiêu phiếu Cộng hòa nó dồn vô ông Pat Peterson. Và nói cho rõ là vị trí này thì hai vị cao nhất trong các số phiếu, bất kể là cao bao nhiêu, cũng sẽ vào trong cái đợt tới, là cái đợt tháng 11. Đúng vậy. Xin mời anh tới những cái vị trí khác. Các vị trí khác, chẳng hạn như chánh án đơn vị số 40 thì ông phó biện lý Phạm Đình Thụy coi như là chắc chắn là thua ông Yellen, bởi vì ông Yellen tới 71% số phiếu. Đó là người Việt Nam thứ nhì coi như là không thắng trong vụ này. Một cái chức vụ khác nữa là dân biểu địa hạt 72 của California thì có ông Nam Phạm tranh với lại một người nữa, và ông Travis Allen thì ông Nam Phạm cho đến giờ phút này về hạng 3 thôi. Thì nếu khuynh hướng này không thay đổi thì ông Nam Phạm coi như cũng rớt luôn, bởi vì họ lấy có hai người nhiều phiếu nhất vô. Rồi bây giờ tới Orange County, cái chức vụ mà người Việt Nam chú ý nhất là supervisor, tức là giám sát viên đó, thì có 4 người đã ứng cử. Thì cho đến giờ phút này giám sát viên Andrew Đỗ được 41%, bà Michelle Martinez về nhì 29%, ông Phát Bùi, nghị viên Phát Bùi của Garro về hạng 3 21%, và ông Steve Rocco được 8%. Như vậy nếu khuynh hướng này không thay đổi
thì coi như là giám sát viên Andrew Đỗ và bà Michelle Martinez sẽ phải vào tranh vào ngày 8 tháng 1. Bởi vì theo quy định của Orange County thì cái chức này nếu mà đêm hôm nay ông Andrew Đỗ thắng trên 50% thì coi như thắng luôn, không cần vô tháng 11. Nhưng nếu ông không đạt được 50% cộng một phiếu thì tháng 11 ông sẽ phải tranh cử với bà Michelle Martinez. Mà hiện nay thì ông Andrew Đỗ đang dẫn đầu, tuy nhiên ở chỉ mức 40%. Và chúng ta đang đứng trước văn phòng, đang đứng trước nơi của ông Andrew Đỗ, gọi là cái, đang chờ kết quả, một cái tiệc đang chờ kết quả. Và với số 41% đang dẫn đầu, nhưng có thể nhìn thấy là phía bên trong người ta chưa được vui vẻ, chưa được mừng rỡ lắm, có vẻ vẫn còn rất hồi hộp. Vì sao vậy thưa anh? Tại vì người ta biết rõ nếu mà khuynh hướng này không thay đổi, bởi vì ngày hôm nay khi mà con số này ra là đa số những phiếu đã bầu rồi. Và với cái số này đó thì coi như trong những ngày tới nó có những thêm những cái phiếu trễ và phiếu ngày hôm nay nó không bao nhiêu hết. Ví dụ như đó là chẳng hạn được 48% hay 49% thì có thể hy vọng nó khác biệt 2% hay 1% thì có nhiều hy vọng, 41% là hơi nhiều. Coi như gần 10% bị thiếu thì giờ hơi khó. Nãy tôi có hỏi giám sát viên Andrew Đỗ chúc mừng thì giám sát viên Andrew Đỗ có nói với tôi là chuyện nó chưa tới đâu. Đó là câu nói của ông nói như vậy. Thành ra mình nhìn nếu khuynh hướng này không thay đổi và thường nó không thay đổi nhiều, nó chỉ dao động độ 2-3% thôi. Ngoại trừ nó dao động tới 10% thì mới thay đổi. Còn như 41% mà nếu dao động 2-3% thì ông vẫn là dưới 50% cộng 1. Ngay cả 50% vẫn không được, phải 50% cộng 1 thì mới thắng luôn. Còn nếu không sẽ phải vô đấu với bà Michelle Martinez vào tháng 11. Và lý do mà mọi người trong cái buổi tiệc ngày hôm nay chưa được vui vẻ lắm là vì vẫn còn phải vô tháng 11. Và vì vô tháng 11 có nghĩa là đó là một cái cuộc đua rất là căng thẳng, rất là khó cho ông Andrew Đỗ thắng so với cái kỳ này. Vì sao thưa anh? Có thể khó hoặc có thể không. Nếu ông Andrew Đỗ mà biết vận dụng cộng đồng Việt Nam và vận dụng được cả những người ủng hộ ông phát bùi, hôm nay ông phát bùi được tới hơn 7.000 phiếu, và nếu ông phát bùi mà giờ chót ủng hộ ông Đỗ thì ông Đỗ có thể thắng. Còn nếu không thì vào tháng 11 sẽ rất khó khăn, bởi vì tháng 11 này có cuộc bầu cử tổng thống. Thường bầu cử tổng thống đó thì họ người Mỹ họ đi bầu nhiều hơn, mà bà Michelle Martinez là gốc Mỹ. Điểm thứ hai nữa, chắc chắn ông Donald Trump sẽ được đảng đề cử, gần như chắc chắn. Và nếu ông Donald Trump ra ứng cử kỳ này đó bên đảng Cộng hòa đó thì có thể người Mỹ họ sẽ đổ ra đi bầu nhiều hơn, thì họ có khuynh hướng bầu cho người Mỹ hơn. Ví dụ ngày hôm qua tiểu bang California họ xác nhận là có thêm hơn 650.000 cử tri mới ghi danh đi bầu. Những cử tri này đa số là của dân chủ, mà chúng ta có thể hiểu luôn đa số là người gốc Mỹ, bởi vì họ nhận những gì ông Trump nói thì họ ra họ ghi danh và có thể họ đi bầu vào tháng 11 này. Thì cái đó là cái bức tranh có vẻ là không có lợi lắm và rất khó khăn. Nhưng mà tuy nhiên nếu ông Andrew Đỗ mà biết cách mà vận động và biết cách tranh thủ số phiếu cộng đồng Việt Nam, mà nếu tất cả người cộng đồng Việt Nam ra đi bầu đông thì tôi tin là ông vẫn có thể thắng vào tháng 11. Đó chính là lý do mà vì sao mà những người trong campaign trong buổi tiệc ngày hôm nay chưa được vui cho khi mà đang dẫn đầu. Và có thể nói nếu đi vào tháng 11 với hai ứng cử viên Andrew Đỗ và ứng cử viên gốc Mỹ sẽ là một cuộc đấu giữa cộng đồng Việt Nam và cộng đồng Mỹ Tây Cơ cho lá phiếu, cho con gà của mỗi nơi. Có thể nói như vậy không thưa anh? Đúng vậy anh, đúng vậy, chính xác như vậy. Và đó là lý do tại sao mà bên ông Andrew Đỗ rất muốn thắng ngày hôm nay. Nếu mà thắng ngày hôm nay mà trên 50% cộng một phiếu á là coi xong, không phải lo gì hết, coi như ngồi rung đùi chơi thoải mái. Nhưng bây giờ nếu mà tình hình nó không thay đổi thì ông Andrew Đỗ sẽ phải làm việc cực lực hơn nhiều và phải vận động từ giờ đến tháng 11 để mới có hy vọng thắng được cái nhiệm kỳ 4 năm này. Sắp sửa tới 9 giờ rưỡi sẽ là một đợt kiểm phiếu mới, một đợt up gọi là cập nhật kết quả mới, và có thể sẽ có một vài cái phát biểu của ứng cử viên Andrew Đỗ trước khi chấm dứt để mà có thể vào trong đó. Theo anh nghĩ là trong suốt tối hôm nay kết quả nó sẽ có những cái gì mà đột biến theo cái cách theo dõi của anh? Theo kinh nghiệm của tôi trong các cuộc tranh cử trước thì có lẽ là không có đột biến nhiều. Có lẽ thôi, tôi dùng từ có lẽ mà mình cũng không biết được, thực sự mình không biết được, chỉ cơ quan bầu cử họ biết và chúng ta sẽ phải chờ. Mỹ gọi là wait and see chứ không thể đoán được. Đó là một số nhận định trước trong đêm bầu cử, và đã có một cái đợt kiểm phiếu, sẽ còn vài đợt kiểm phiếu trong tối hôm nay để có thể biết được gần hơn nữa, chứ trong tối hôm nay có thể là vẫn chưa biết. Và chúng tôi đang tường thuật một lượt hai cái máy cho nên là đôi khi phải lắc qua lắc lại và có thể trông rất là yếu. Thưa anh Dũng, anh sẵn đây, nhà báo Đỗ Dũng là vừa qua đã từng cùng đi của đại diện cho báo Người Việt về Việt Nam trong cái đợt Tổng thống Obama đi về Việt Nam. Anh bây giờ đã về trở lại Orange County được hơn một tuần lễ rồi, đã hoàn hồn trở lại. Anh cho một vài cái suy nghĩ của anh sau chuyến đi rất là ấn tượng đối với anh về Việt Nam thưa anh. Tôi không có gì phải hoàn hồn, tại lúc nào tôi cũng phải làm việc bận rộn như thế. Dù Obama đi Việt Nam hay Obama không đi Việt Nam, tôi ở đây lúc nào cũng phải, không phải là mình khoe mà
công việc của tôi nó rất là bận rộn này, cũng rất bình thường. Thì anh nói là gì, cái chuyến gì? chuyến thăm của ông Obama đã rất nhiều nhận định, rất nhiều thứ rồi. Anh cho một cái nhận định sau chuyến đi mà anh là cái người gọi là trực tiếp ở đó để mà tường thuật, thưa anh. Thì tôi thấy tôi có cái may mắn là được đi chuyến đó, và lần đầu tiên trong đời làm báo tôi được đứng cách ông tổng thống vài mét, nhưng mà không phải là lần đầu tiên. Tôi cũng đã từng đứng rất gần ông nhiều lần, nhưng mà đây lần đầu tiên tôi được tham dự cuộc họp báo của ông tổng thống Hoa Kỳ đó. Thì cái đó tôi nghĩ là cái vinh dự của tôi. Thứ hai, nếu có dịp làm việc với anh Vũ Hoàng Lân ở Việt Nam cũng lần đầu tiên chúng tôi làm việc với anh Vũ Hoàng Lân ở Mỹ thì nhiều, nhưng mà lần đầu tiên tôi làm việc với anh Vũ Hoàng Lân bên ngoài nước Mỹ. Một nhà báo ở Mỹ gặp một ông tổng thống ở Mỹ nhưng lại ở Việt Nam, cái điều đó là điều thú vị. Và chương trình sẽ tiếp tục trong những giờ phút tới với những cập nhật. Xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV. Thank you.